Diễm Hương là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng vào cuối những năm 80 và đầu thập niên 90, cô được cho là gương mặt đẹp hiếm thấy của Việt Nam thời điểm đó. Diễm Hương còn có nhiều danh xưng như đệ nhất mỹ nhân, nữ hoàng ảnh lịch. Vậy bạn đã biết gì về Diễm Hương là ai? Cùng theo dõi ngay video của kênh Tiểu Sử Ngôi Sao nhé! Ngô Hoàng Diệu Hương hay còn được biết đến với nghệ danh Diễm Hương, sinh năm 1970, là một nữ diễn viên được yêu thích vào cuối những năm 80 và đầu thập niên 90. Cô được coi là một trong những gương mặt đẹp của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đó. Thường sánh vai cùng Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Thái San. Diễm Hương có 4 con 3 trai, 1 gái. Sau đó di cư cùng gia đình sang Malaysia sinh sống. Bà dành tất cả thời gian cho việc chăm lo gia đình, chồng con. Năm 2007, Diễm Hương đã bất ngờ trở về Việt Nam và xuất hiện trong chương trình khách mời của một hãng mỹ phẩm. Những năm 90, ngành điện ảnh khá thịnh hành và xuất hiện nhiều gương mặt đẹp. Diễm Hương trở thành ngôi sao sáng giá của những bộ phim ăn khách màn ảnh Việt. Là một trong những tên tuổi lớn của điện ảnh thời đắt khách, nữ diễn viên sánh vai với các ngôi sao sáng giá, đắt khách như Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Thái San. Những bộ phim đầu tiên Con Gái Ông Thứ Trưởng, Tỉnh Xa, Diễm Hương đã để lại ấn tượng với các nhà làm phim bởi gương mặt đẹp trong sáng, dịu dàng. Diễm Hương nổi lên từ những vai phụ, tên tuổi được biết đến cô tham gia đóng phim với nhiều vai chính, thời điểm đó là cái tên sáng giá hàng đầu. Những bộ phim đình đám như Phạm Công Cúc Hoa, Nước Mắt Học Trò, Sơn Tinh Thủy Tinh, Tình Yêu Một Thuở đã đưa tên tuổi Diễm Hương trở thành một trong những đại diện sáng giá nhất của dòng phim thị trường thời hưng thịnh. Sau một thời gian, dần ngành điện ảnh suy vong, điện ảnh kéo theo nhiều tên tuổi đình đám rời xa khỏi làng, giải trí, khi đó cô cũng dần rời xa màn ảnh. Nữ diễn viên lẳng lặng xa rời xa showbiz, từ chối mọi cuộc vui. Diễm Hương từ bỏ điện ảnh và danh phận ngôi sao để trở về cuộc sống đời thường của riêng mình. Năm 2007, Diễm Hương bất ngờ trở về Việt Nam và xuất hiện trong chương trình khách mời của một hãng mỹ phẩm. Đời tư của đệ nhất mỹ nhân, Diễm Hương. Sự biến mất của chị từng làm dấy lên nhiều tin đồn. Nhưng sau khi rời ngành điện ảnh, nữ diễn viên lấy chồng sinh con và định cư ở nước ngoài. Diễm Hương khá kín tiếng trong những mỹ nhân thanh lịch và đặc biệt mỹ nhân này cũng không dùng đến Facebook. Diễm Hương có cuộc sống êm đềm bên chồng và 4 người con. Được biết ông xã lớn hơn cô 18 tuổi, làm trong nghề luật sư. Mới đây, cô trở về Việt Nam và học lớp diễn viên điện ảnh khóa 1 của trường Đại học Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nay là trường Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Lên mạng xã hội, Lý Hùng cho biết anh hội ngộ Diễm Hương sau 30 năm mất liên lạc. Lý Hùng, Diễm Hương khi nhắc tên hai người khán giả đều yêu mến với bộ phim Phạm Công, Cúc Hoa. Khi xem phim Phạm Công Cúc Hoa, khán giả đã khóc biết bao lần. Lý Hùng nhắc lại kỷ niệm với Diễm Hương. Cuộc tái ngộ của cặp đôi màn ảnh nức tiếng một thời nhận về khá nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhan sắc của nữ diễn viên được khen ngợi vẫn trẻ trung so với đời thường. Một số bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên Diễm Hương: Hai Lúa Phiêu Du, Phạm Công Cúc Hoa, Kiều Nguyệt Nga, Tấm Cám, Con Gái Ông Thứ Trưởng, Trường Xưa Kỷ Niệm 1996 vai Ngọc Anh, Tình Xa, Nước Mắt Học Trò, Sơn Tinh Thủy Tinh, Tình Yêu Một Thuở, Vòng Vây Tội Lỗi, Cổ Tích Thạch Xanh. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Tiểu Sử Ngôi Sao. Một số những thông tin chắc hẳn rằng bạn cũng đã biết Diễm Hương là ai, cũng như đời tư sự nghiệp của nữ diễn viên. Để biết nhiều thông tin mới nhất từ người nổi tiếng, hãy theo dõi kênh Tiểu Sử Ngôi Sao để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé.